Chào mừng các em học sinh đến với giờ học giáo dục công dân khối 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau: chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng nhau quan sát ảnh. Thì ở đây chúng ta có mấy bức ảnh có nội dung là rừng núi nè, cây cỏ nè, đồng ruộng nè, biển nè và khu du lịch. Vậy thì những hình ảnh mà các em vừa quan sát đó là những điều kiện tự nhiên bao quanh con người, tác động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người. Đó chính là môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Vậy môi trường là gì? Tài nguyên thiên nhiên là gì? Để trả lời những câu hỏi đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Một la mã thông tin sự kiện. Các em đọc sách giáo khoa trang 42-43. Và đây là bảng diễn biến tỷ lệ phần trăm đất có rừng che phủ. Ô đầu tiên, chỉ số thông tin rừng là số 5. Ô thứ hai, tỷ lệ phần trăm độ che phủ của rừng. Ô thứ ba là hiệu quả về môi trường. Chúng ta thấy từ năm 85 đến năm 95 thì cái độ khôi phục rất là kém. Nhưng từ năm 2000 đến 2015 thì rõ ràng có sự khôi phục dần cái tính năng phòng hộ của rừng. Nhưng đến 2020 thì có giảm đôi chút. Vậy thì nguyên nhân do con người gây ra dẫn đến lũ lụt là gì? Đó là do khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuân thủ các biện pháp lâm sinh, tức là cải tạo nuôi dưỡng rừng, không đảm bảo tái sinh rừng. Rồi ngoài ra, lâm tặc hoành hành, rồi nạn du canh du cư, phá rừng lấy đất canh tác, nhiều vụ cháy rừng xảy ra, xâm hại đến tài nguyên rừng và diện tích rừng phòng hộ ngày càng bị thu hẹp. Vậy thì theo các em, tác dụng của rừng đối với đời sống con người như thế nào? Rừng là một trong những tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng để phục vụ cho cuộc sống của con người. Vậy thì môi trường là gì và có mấy loại môi trường? Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên, ví dụ như rừng, đất, núi, không khí, đường xá, cầu cống. Có hai loại môi trường, đó là môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Môi trường tự nhiên có nghĩa là có sẵn trong tự nhiên. Môi trường nhân tạo là do con người tạo ra. Chúng ta sẽ đi vào hai la mã nội dung bài học xuống hàng một nhỏ. Môi trường là gì? Là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường tự nhiên có sẵn trong thiên nhiên, ví dụ như rừng cây, đồi núi, sông hồ, vân vân. Môi trường nhân tạo do con người tạo ra, nhà máy, đường xá, khói bụi, chất thải, cầu cống, vân vân. Là một số hình ảnh của môi trường tự nhiên, các em nhìn vào chúng ta thấy có rừng cây nè, vịnh Hạ Long nè, sông hồ hoặc là động vật hoang dã. Và đây là hình ảnh của môi trường nhân tạo, ví dụ như là đường xá nè, cầu nè, nhà máy nè, rác thải. Vậy thì môi trường trong bài học ngày hôm nay chúng ta đề cập đến đó là môi trường sống, tức là môi trường sinh thái, có tác động đến đời sống, đến sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên. Nó khác hẳn với môi trường xã hội. Vậy thì tài nguyên thiên nhiên là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ của hai la mã. Tài nguyên thiên nhiên là gì? Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên, con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cho cuộc sống. Vậy thì môi trường và tài nguyên thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống, sự phát triển của con người và xã hội?
ta cùng quan sát ảnh. Ở đây chúng ta thấy là biển bị ô nhiễm cho nên dẫn đến cá chết hàng loạt. Sau đó là hình ảnh các nhà máy thải chất thải công nghiệp dẫn đến ảnh hưởng các sông ngòi, kênh rạch đều bị ô nhiễm, rồi rác thải sinh hoạt, rồi không khí bị ô nhiễm, động đất và sạt lở. Hình ảnh kế tiếp chúng ta thấy là rừng trong chiến tranh, là rừng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn do máy bay của giặc thả chất độc làm cho rừng bị lụi tàn. Kế tiếp là hình ảnh phá rừng của những người dân, kế tiếp là cháy rừng và hình ảnh đốt rừng làm rẫy. Đây là những hình ảnh chúng ta thấy là rõ ràng môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng. Môi trường bị phá hủy cho nên dẫn đến là chúng ta bị thiên tai, bị động đất, bị sóng thần, lũ lụt. Hình ảnh kế tiếp chúng ta thấy người dân bị nạn hạn hán và lũ lụt. Và đây là hình ảnh của một số động vật quý hiếm bị săn bắn. Sau khi quan sát ảnh thì các em hãy nêu suy nghĩ của mình về các hình ảnh mà các em vừa xem. Vậy thì việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi sẽ dẫn đến hậu quả gì? Hiện nay môi trường và tài nguyên thiên nhiên đang bị ô nhiễm, bị khai thác bừa bãi. Điều đó đã dẫn đến hậu quả rất lớn, ví dụ như là thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khỏe, tính mạng của con người. Vậy thì môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống con người? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp vào phần 3 nhỏ của hai la mã, tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Là cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần của con người. Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh tế và khai thác đều có ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Vậy thì chúng ta thấy môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như vậy, thì chúng ta cần phải thực hiện nhiều biện pháp như thế nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Vậy thì trước tình trạng môi trường bị ô nhiễm, nguồn tài nguyên thiên nhiên thì cạn kiệt, thì em hãy nêu một số biện pháp cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Việc làm cụ thể của các em ví dụ như là trồng và chăm sóc cây xanh, khai thác rừng kết hợp với trồng rừng, bảo vệ các loài động vật, không đánh bắt bằng cách hủy diệt ví dụ như là dùng mìn hay là xung điện vân vân, khai thác tài nguyên khoáng sản trên cơ sở phải có phục hồi, không xả rác bừa bãi, khí thải, nước thải phải qua xử lý mới được đưa ra môi trường bên ngoài, nhặt rác ở những nơi công cộng, giữ vệ sinh môi trường sống, hưởng ứng tích cực ngày môi trường thế giới và ngày trái đất, vân vân. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu một tình huống. Bố con ông Quốc là thợ sửa xe đạp, xe máy. Mỗi khi có chậu nước bẩn, đầy dầu mỡ là ông Quốc lại đổ ngay xuống dòng sông bên cạnh. Ông nói, sông chảy liên tục như vậy, đổ nước bẩn xuống sông thì nó lại trôi đi ngay thôi, làm sao mà ô nhiễm được. Em thấy việc làm của ông là đúng hay sai? Đáp án: đổ nước bẩn xuống sông là sẽ làm bẩn nguồn nước sông, gây ô nhiễm môi trường. Hành vi này cần phải được chấm dứt. Em có nhận xét gì về việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở nhà trường và địa phương em? Đáp án: ở trường thì các em sẽ cùng với các bạn bè mình quét lớp, dọn vệ sinh lớp học, tưới cây trong trường. Ngoài ra là phải trồng thêm nhiều cây mới trong những lần chúng ta cùng nhau đi lao động, vứt rác đúng quy định, không vứt rác bừa bãi, huy động mọi người cùng tham gia giữ gìn vệ sinh xung quanh trường. Ở địa phương thì nguồn nước bị bẩn là thông thường sẽ do rác thải và nước thải sinh hoạt. Đất bị ô nhiễm là do sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt. Nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm cả môi trường đất, nước, không khí, cần phải phân loại và vứt rác đúng nơi quy định. Ngoài ra phải tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường sống. Em hiểu thế nào về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Bảo vệ môi trường là giữ cho môi trường trong sạch, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu quả xấu do con người gây ra. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên, tu bổ tài nguyên có thể phục hồi.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần 4 nhỏ của hai la mã thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, là giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vậy thì pháp luật có quy định gì về bảo vệ môi trường? Chúng ta sẽ tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường chương 2 điều 29 nghiêm cấm các hành vi sau đây: 1. Đốt phá rừng, khai thác khoáng sản một cách bừa bãi gây hủy hoại môi trường, làm mất cân bằng sinh thái. 2. Thải khói bụi, khí độc, mùi hôi thối gây hại vào không khí, phát bức xạ, phóng xạ quá giới hạn cho phép vào môi trường xung quanh. 3. Thải dầu mỡ, hóa chất độc hại, chất phóng xạ quá giới hạn cho phép, các chất thải, xác động thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn độc hại và gây dịch bệnh vào nguồn nước. 4. Chôn vùi, thải vào đất các chất độc hại quá giới hạn cho phép. 5. Khai thác kinh doanh các loại động thực vật quý hiếm trong danh mục quy định của chính phủ. 7. Sử dụng các phương pháp, phương tiện, công cụ hủy diệt hàng loạt trong khai thác, đánh bắt các nguồn động thực vật. Theo em, học sinh chúng ta sẽ phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? Trả lời: các em cần làm những việc để góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ như ở trường, các em sẽ cùng bạn quét lớp, dọn vệ sinh khu lớp học, tưới cây trong trường, trồng thêm nhiều cây mới trong những lần đi lao động, vứt rác đúng quy định, không vứt bừa bãi, huy động mọi người cùng tham gia, giữ gìn vệ sinh xung quanh trường và nơi ở. Trách nhiệm của chúng ta như thế nào đối với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Vậy thì để bảo vệ tài nguyên môi trường, chúng ta nhận thấy cần phải làm, ví dụ như là trước tiên chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường ở địa phương, vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần 5 nhỏ của hai la mã: trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân. Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường. Em hãy giải thích câu thành ngữ rừng vàng biển bạc. Gợi ý của cô: câu thành ngữ muốn nói Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, vì thế chúng ta phải có trách nhiệm khai thác hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên chính là góp phần bảo vệ sự sống của chúng ta. Cô và các em sẽ cùng nhau làm một bài tập. Hành vi nào có ý thức bảo vệ môi trường? 1. Làm vệ sinh nhà ở, lớp học. 2. Ăn quà xả rác xuống sân trường. Số 3. Vứt xác động vật ra đường hoặc vứt xuống sông ao hồ. Số 4. Chăm sóc và bảo vệ cây trong sân trường. Số 5. Hạn chế sử dụng bao bì ni lông. Số 6. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở mọi nơi. Đáp án của cô: câu 1 là có ý thức bảo vệ môi trường. Câu số 4 là có ý thức bảo vệ môi trường. Câu 5. Câu 6 có ý thức bảo vệ môi trường. Bài tập kế tiếp, bài tập A, trang 46. Trong các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường? 1. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở. 2. Xây dựng các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ động vật quý hiếm. 3. Khai thác nước ngầm bừa bãi. 4. Sử dụng phân hóa học và các hóa chất bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định. 5. Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp xử lý rác, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. Đáp án của cô: biện pháp 1 là biện pháp góp phần bảo vệ môi trường. Số 2. Số 5. Vậy thì câu 1, câu 2, câu 5 là những hành vi góp phần bảo vệ môi trường. Bài tập C, trang 46. Để mở rộng sản xuất, nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa 3 phương án. Theo em nên chọn phương án nào? Phương án 1, sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề về môi trường,
tiết kiệm triệt để trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. Phương án 2, sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi trường, chấp nhận giá thành cao hơn. Phương án 3, mở rộng quy mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ, chỉ tăng số lượng. Đáp án: nên chọn phương án 2 là phương án tốt nhất và bảo đảm các yếu tố mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, góp phần tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường. Về chi phí, tuy hiện tại có chi thêm một phần kinh phí để bảo vệ môi trường, nhưng xét về lâu dài, việc giữ gìn bảo vệ môi trường sẽ có lợi về nhiều mặt hơn và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, tiết kiệm hơn so với kinh phí phải bỏ ra để khắc phục hậu quả tai hại do ô nhiễm môi trường gây ra. Vì thế, nên chọn phương án 2. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Bài 14, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 1 la mã thông tin sự kiện, 2 la mã nội dung bài học. Phần nội dung bài học có 5 nhỏ. Ở slide này các em ghi 1 nhỏ và 2 nhỏ. Sau khi ghi xong slide này, qua slide kế tiếp các em ghi tiếp 3 nhỏ, 4 nhỏ và 5 nhỏ.
Các em ghi vào vở tiếp 3 nhỏ, 4 nhỏ và 5 nhỏ.
Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.